Thì phải nhớ nguồn. Cái đó là cái đạo đức sống của một cái con người Việt Nam mình sinh ra là phải có. Mày không có đạo đức là thua nha mày. Mày có đạo đức á, người ta thường người ta nói một cái câu á, lấy đức thắng tài chứ không bao giờ ai nói lấy tài thắng đức nha mày. Mày có đức thì mặc sức mày ăn. Còn mày không có đức là mày thua. Tao nói cho mày biết như vậy đó. Mày có đức á, mày sống đàng hoàng á, người ta ủng hộ mày. Đúng không? Người ta ủng hộ mày, cuộc đời mày sẽ lên hương, mày sẽ làm ăn tất cả thịnh vượng. Còn mày sống không đức á, người ta tẩy chay mày. Mày không còn có miếng đức, mày không còn uy tín nữa. Mày nghĩ mày ra đời, mày làm ăn với ai? Ha, là đó là cái vô ơn thứ nhất. Ha, ăn cháo đá bát thứ nhất. Cái ăn cháo đá bát thứ hai, tao nói cho mày nghe. Từ khi thầy về đó, đúng không? Về cái góc đó, vợ chồng mày là buôn ăn ra làm nên, buôn bán được. Người ta vì sao? Vì người ta ủng hộ thầy. Tao ủng hộ mày là người nhà của thầy. Nghĩ là tụi mày cũng là người tốt, bảo vệ thầy. Nên người ta mua, người ta ủng hộ cho tụi mày nha. Rồi để mày, tụi mày có thu nhập, tụi mày có chút đỉnh tiền cái này kia, tụi mày tanh tanh lên, tụi mày hỗn láo, tụi mày mất dạy gì sao hả? Cái đó là cái ăn cháo đá bát thứ hai chưa hả? Tao nói đúng chưa? Cái thứ ba nữa, đơn giản thằng Thình cũng vậy. Nó là chỉ là một cái người ủng ngựa, là giống như là trong 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 cái là một người nông dân thôi. Nó đâu có biết gì mạng thông tin này kia đâu. Hiện tại bây giờ nó cũng là YouTuber vậy. Nó cũng kiếm tiền từ trên mạng, cũng có thu nhập trên mạng tất cả mọi thứ vậy. Cái đó đâu ra? Cái đó là ăn cháo đá bát thứ ba chưa? Thứ tư chưa? Cái đó là ăn cháo đá bát, cái đó gọi là ăn cháo đá bát chưa? Tao nói cho mày biết vậy đó. Đúng chưa? Còn cái tiếp tục thêm một điều nữa. Mày là một người con dâu, mày không được quyền như vậy. Hiểu không? Mày không được quyền mà nói chuyện phát ngôn cái kiểu như vậy. Còn bây giờ, ngày hôm qua là gần nhất đây nè, có một người phụ nữ lên binh vực mày rất là nhiều. Người ta nói là người ta cho rằng là mẹ của mày đó, cái lời lẽ y chang mày luôn, lên binh vực mày. Nói mày nghĩ đi, mày không biết nói với mẹ mày sao? Mày đã sai rồi, mày nói mày một nín rồi, một bên khác á, mày nói là mày nín mày không nói nữa. Một bên khác nữa là mẹ mày ra mày nói như vậy, y chang như cái lời lẽ của mày là biện minh chống chế cho mày. Mày có thành năm hối cải chưa? Là con người của mày là không còn thuốc trị nữa rồi. Mày hết rồi, tao nói cho mày một điều biết luôn nha. Từ đó tới giờ bất cứ cái người nào mà đụng chạm với thầy Thích Minh Tuệ, xúc phạm thằng ngài Thích Minh Tuệ, tao nói thật mày một điều là điêu tàn hết. Tao lấy điểm thí dụ thứ nhất là ông Thích Chân Quang nè. Thầy đi bộ hành đâu có liên quan gì tới ổng đâu. Ổng nói là thằng ba trợn thế này thế kia thế nọ. Mày coi cái hoàn cảnh ổng bây giờ như thế nào rồi. Nếu mà ổng im mồm, ổng làm như bây giờ có thể là nó sẽ tốt hơn cho ổng. Ổng không bị phá mồm tất cả mọi thứ đâu. Mày thấy tiêu chưa? Hả? Còn bao nhiêu cái vấn đề khác, ai mà nói tới đậu thầy Thích Minh Tuệ là tao nói thật với mày, quả báo là bị trừng phạt ngay tại chỗ. Mày phải hiểu được cái vấn đề đó, hiểu không? Còn mày đơn giản, mày nói một cái lời rất là khó nghe qua người tao nghe. Không muốn thầy về cốc đâu, muốn thầy về cốc để làm gì? Muốn thầy về cốc này kia kia nọ là nó còn mày còn mệt mỏi thêm, mày nắng mày đen này kia nọ, mày đâu có đẹp hơn ai đâu, mà ở đó mày đen với nắng với xấu, hiểu không? Mày nhìn cái mặt mày đi. Mày lên áp mày còn vậy nó ở ngoài, mày nghĩ mày cỡ nào nữa? Cái mặt cái tẩu hình của mày á là đơn giản nó đã không lương thiện rồi. Thì mày nên mày sống tốt lại cho lương thiện chút xíu. Mày phước đức ba đời, tao nói thật mày phước đức ba đời. Mày mới làm được người nhà của ngài Thích Minh Tuệ. Hiểu không? Còn như tụi tao nè, là người xa lạ với thầy mà còn bảo vệ thầy hết mức. Còn bảo vệ luôn cả gia đình của thầy, cái gì làm đúng tốt cho thầy thì tụi tao hoan nghênh. Còn cái những gì ai mà chống trả hay là ai nói xấu thầy, nói thầy tu giả, nó kêu bằng thằng này kia nọ là tụi tao chửi không còn một cái gì luôn á. Qua TikTok tao coi. Mày biết TikTok tao. Hiểu không? Qua coi đi, tao biết tao chửi tao gồn tụi nó như thế nào. Hiểu không? Cả vấn đề hai vợ chồng mày luôn nữa. Người ta đã nói rất là nhiều lần rồi. Người ta nói mày á là nhận từ thiện, nhận tiền của Mạnh Thường Quân từ nước ngoài. Rồi bắt đầu nhận tiền người ta tặng quà vàng này kia nọ, nhận hết. Rồi mày bán sầu riêng lên giá tất cả mọi thứ này kia nọ, đổi giá lên gấp 5, gấp 7, gấp 7, gấp 8 lần. Tao đang livestream ở đây đó, họ qua họ chửi tao rất là nặng nề. Tại vì họ nói với tao là binh vực không đáng, không đúng.
Tại vì nói là thầy mày tu không nhận đúng rồi, nó miệt thị tụi tao á. Đúng rồi thầy mày đi tu không có nhận ăn ngày ăn bữa, không có nhận tiền, nhưng mà người nhà thầy của tụi mày nhận. Cái tao mới hỏi ai thì người ta nói là hai vợ chồng mày, nó là mày buôn bán đổi giá tất cả mọi thứ hết trơn á. Tao xỏ lắp qua tụi tao lúc đó tao rất tin, tại vì không thể nào tụi mày biết thương thầy thì chắc chắn tụi mày sẽ bảo vệ cho thầy, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến thầy, nên tụi tao chống chế quyết liệt luôn. Nhưng mà tới ngày hôm nay nó lôi ra như đề như vậy là mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao hả? Là tụi tao bị công kích mấy ngày nay nè, nó đem cái chuyện cũ ra, nó nói đó hồi đó mày bảo vệ đó, bây giờ mày thấy sao? Nó con Linh đó, nó lòi cái mặt nó ra rồi đó, rồi thấy sao? Rồi mày cảm thấy mày ăn cháo đá bát, mày vô ơn với tụi tao chưa? Trong khi tụi tao là cái người hết mức bảo vệ mày, đi rằng là mày không có yêu cầu. Nếu mà nói ra mày nói mày không có mượn này nghe đúng không? Nhưng mà ở đây cũng có vấn đề, tại mày là người nhà của thầy. Nếu mày không phải là người nhà của thầy, mày khỏi đâu, mày không có cửa đâu. Nó thật sự với mày một điều như vậy đó. Mày sống mày không có lương tâm, mày không biết nghĩ. Mày bên không có ai mà nói chuyện với anh chồng. Tao hỏi mày không ai mà nói chuyện với anh chồng với cái kiểu cách như mày hết trơn á. Mày nói chuyện ở phim dài tập mày kể ra đủ thứ hết trơn á. Rồi cứ từ thiện chuyển khoản vô cho mày, mày nhận mày làm từ thiện thế này thế kia nọ. Cái đó là không có đúng. Nếu mà mày là người ngoài, mày làm chuyện đó được, nhưng mà mày là cái người mà người nhà của thầy Thích Minh Tuệ, mày không có thể nào mày làm bất cứ cái điều đó được. Cho dù tiền Mạnh Thần Quân gửi cho mày để làm từ thiện hoặc là giúp đời giúp đạo này kia nọ, mày cũng không được quyền làm luôn nếu mà mày thương thầy. Tại vì nó dễ có cái cớ để cho người ta nói lắm, mày hiểu chưa? Nếu mà mày là người ngoài á, mày nhận tiền tất cả mọi thứ không ai nói mày hết, mày là người nhà rất lẽ là mày phải nghĩ ra những cái điều này trước đó. Mày không thể nào làm được như vậy. Miệng nào miệng mồm nào, cái đức độ nào mày miệng mồm mày nói một anh chồng mày á, nó đó. Tao biết mày không có nói là thẳng tên anh Tuấn, tao biết mày đang nói anh Tuấn á. Nó coi giống như là đơn giản á, tại vì thầy á là một cái miếng mồi béo bở, dễ gì mà nó bỏ qua được này kia kia nọ. Mà coi mày nói cái lời nói mày có lương tâm không? Mày quý trọng thầy chưa? Mày quý trọng thầy nhiều chưa mà mày đưa thầy vô một cái trường hợp như vậy. Rồi tao hỏi mày một điều nè. Mày nói á, cái đó là cái miếng mồi. Miếng mồi này kia nọ Tuấn không thể nào bỏ qua. Rồi tao hỏi mày nè. Rồi mày có thèm miếng mồi đó không? Rồi mày có thèm cái đó không? Mày sao mày lên mày cao cấu hoài vậy? Hả? Là mày chứng tỏ cái gì? Mày cũng đang thèm vậy, mày cũng đang giành giật về vậy. Rồi bắt đầu dậy nảy ra đó là mày nói không cho thầy về cốc. Coi những cái lời lẽ của mày coi nó ngu không? Hả? Không có thầy ở đó tụi mày buôn bán được sao? Không có thầy ở đó, không có thầy về đó này kia, người ta ghé thăm đỉnh lễ tất cả mọi thứ, tao lấy nó muốn gặp thầy. Rồi người ta sẽ ủng hộ tao mua đồ cho thầy. Rồi mày tức cái gì? Rồi thầy không về đó rồi mày tức cái gì? Là cái đó là mày còn thua người ta nữa. Bởi vì tao nói mày ngay từ đầu có cái bài á, tao viết lên á, tao nói á, tao lên tao nói cái vấn đề á là cái công ty đó sẽ là lập ra đó. Đúng không? Tao có nói một cái bài đó nữa về công ty lập ra này kia, tao nói là trắng ngang dư luận này kia nọ thôi, không có sao hết, thầy bình thường không có gì hết. Này kia nọ là đủ đó, nó thật với mày một điều luôn á. Nha. Mày thừa hiểu biết cái công ty đó là cái công ty của anh Tuấn luôn á. Mày trong người nhà nó cách nhau mấy chục mét, cách nhau mấy trăm mét đó, làm sao mày không biết được? Mà mày lên mày biện luận, mày nói đơn giản mày không biết cái công ty đó, tại sợ cái công ty đó là lập ra là lấy cái tên đó đang đi lừa đảo này kia kia nọ. Tao nói mấy cái công ty đó mở ra đâu phải là cái chùa đâu, người ta đem tiền vô đó tao cúng từ thiện hay là tờ Tam Bảo gì trong đó. Hả? Cái đầu mày nghĩ tới đâu rồi? Đúng không? Cái đầu mày nghĩ tới đâu rồi? Hả con Linh kia? Cái gì vậy? Tao nói mày kia, mày không thể nào mà mày hành động một cái cách mày vô ơn như vậy được. Bây giờ tao nói thật, tao tới bây giờ tao thật sự một điều tao hiểu vì lý do tại sao mà anh Tuấn anh làm như vậy là đúng á. Tao nói thật, dù phía sau sao như thế nào tao không có biết, anh có lợi ích gì hay là mục đích gì tao không cần biết. Nhưng mà từ đầu tới bây giờ á, người nhà không biết tung tích gì thầy, nhưng mà Tuấn biết hết luôn, là tao biết lý do tại sao rồi đó. Tại do cái cách của mày, do cái miệng của tụi mày làm cái gì đó sai rồi người ta mới như vậy. Hớ ra khai hết trơn, làm cái gì khai hết trơn, mà trong thời điểm đó là thời điểm rất là nhạy cảm, đúng không? Người ta có tư duy, người ta đủ tầm để người ta mở cái công ty ra. Mày ngồi đó mày nói á, vốn điều lệ á là lúc đầu 500 triệu bây giờ lên 10 tỷ. Tao nói thật mày một điều, mày có hiểu không? Mày lên sở kế hoạch đầu tư á, mày xin cái giấy phép á,
cái vốn điều lệ đó mày muốn ghi bao nhiêu mà ghi à? Tao nói thẳng với mày luôn á, mày muốn ghi 500 triệu, 800 triệu hoặc 1 tỷ, 2 tỷ, mày ghi nhiều đó là mày chừng nữa mày đóng thế cho nó nhiều thôi. Nó dựa vô đó mày làm ra mày mệt mỏi thêm thôi chứ không có gì hết trơn á. Đừng có nói cái mức độ vốn điều lệ, tại vì vốn điều lệ càng cao thì cái mức độ uy tín để làm ăn nó càng lớn thôi. Còn vấn đề nếu mà bình thường này kia nào ghi 500 triệu người ta làm cũng vẫn được rồi. Ở đó mày soi mói ở đâu ra mày không có hiểu biết. Cho nên mày nói yêu cầu ghi trong cái vốn điều lệ đó là 10 tỷ là phải có 10 tỷ tiền mặt hả? Hả khùng. Hiểu không? Mày làm gì hả? Mày nói bây giờ mày dám thề giữa trời giữa đất là không có cái vấn đề mà cái vấn đề mà mày không biết cái công ty đó, công ty của anh Tuấn không? Mày dám thề không? Hai chồng mày dám thề không? Còn thằng Tuấn là cái thằng ngột quần. Nó từ biết cái công ty này á là của anh nó luôn á, chứ không phải là không biết đâu. Nó nghe lời con vợ nó làm đơn, nó tố cáo nó công ty này làm thế này, làm cái kia, làm thế nọ. Mày phải bảo vệ gia đình mày, vợ không có con này có con khác. Con vợ không, vợ đúng đàng hoàng á thì nên tiếc, còn vợ không đàng hoàng á nó làm hại đến gia đình mình là phải triệt ngay. Ngộ triệt không được đó thì dẹp, không có vợ này thì có vợ khác. Tao nói mày anh em á, một đời chỉ làm anh em ruột thôi, nhưng mà mày một điều á, mày rất là may mắn khi là em ruột của thầy. Nếu mày phải biết giữ là mày phải bảo vệ. Bảo vệ là máu mủ của mày, anh em ruột của mày, gia đình dòng họ, cái uy tín của gia đình mày, không phải vì một cái con đàn bà mà nó quậy lên như vậy để mất uy tín mày. Bây giờ mày coi đó, mày coi uy tín không? Hả, mày coi uy tín không? Bây giờ tao chửi bằng mặt mày là cái thằng sợ vợ đâu, có thằng nhu nhược, của cái thằng gì tùm lum tùm la hết trơn á. Mày thấy có nhục mặt chưa? Mày nhục chưa? Vì đối với tao á, thật sự một điều gì rất là nhục nhã là người đàn ông. Thấy không? Mình là người đàn ông, mình phải biết được. Thấy không? Mình phải biết được là vấn đề á là cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai. Con vợ mình nó làm sai đơn giản mình phải góp ý nó. Mà đó là cái gia đình ruột của mình. Biết rằng có cái câu á là giàu cha giàu mẹ thì hơn, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Biết rằng cái người phụ nữ là cái người bên cạnh mình cả đời, chứ anh em cũng không ở cạnh mình bên đời. Nhưng mà tao nói tùy theo cái loại vợ, mày hiểu không Thình? Cái vợ nó tốt, nó biết dung đắp, nó biết dĩ hòa vi quý là nó khác. Còn cái con vợ mà nó biết lợi ích, nó nghĩ về cái lợi ích của nó giống như là một, nó giống như là một cái thú hoang mất miếng ăn, cái lộn quật lên đầu bắt đầu ra là công kích chửi bới. Mà đơn giản thầy đâu phải ở yên một chỗ đâu, thầy đâu có muốn ở yên một chỗ đâu, đâu phải thầy về cái cốc đó đâu, thầy về cái cốc đó rồi người ta đến đó này kia nọ, có thể là ra ngoài đường ta gặp, ta mua hàng hai vợ chồng mày này kia nọ, làm tụi mày là có thu nhập, đúng không? Còn bây giờ về bên kia rồi đó, về bên kia rồi cái bắt đầu là không có cái thu nhập này kia nọ, rồi mày tức lên rồi mày sồn sồn mày nhảy lên vậy đó hả? Là con người tụi mày có ăn học, tụi mày có tư duy, tụi mày có trí tuệ, tụi mày có biết đối nhân xử thế không? Là tụi mày sai chưa hả? Còn cái người mẹ của mày lên, người ta cho rằng là người mẹ của mày lên, chả mẹ mày nói á, mẹ mày nói á, đơn giản á có nghĩa là bảo vệ mày, phản biện lại nói á, nói là mày sợ á, người ta mở công ty ra để lừa gạt thế này thế kia thế nọ, nó sợ mở ra rồi lừa gạt người này người kia người nọ, Phật tử u mê không biết thế này kia nọ. Đâu má của mẹ mày nói chuyện vậy được không? Lừa gạt u mê thế này thế kia thế nọ, rồi sợ Phật tử bị gạt tiền này kia nọ. Mà cái công ty đó của ai? Của anh chồng mày. Tại sao mẹ mày lên nói vậy? Mày nói lên nói vậy, cái ý đồ tụi mày là gì? Mà trong đó cái công ty người ta mở, người ta làm ăn, người ta kinh doanh, ai Phật tử nào mà bỏ tiền vô đó? Đâu phải cái đó là cái chùa đâu. Thầy mở cái công ty đó, thầy làm ăn, hiểu không? Cái anh Tuấn đó là mở công ty làm ăn cho thầy về đó, thầy tu tập tại đó là tạm thời như vậy thôi, chứ thầy đâu có muốn ở đó đâu. Mới nhất về sự việc của em Linh, vợ của Thinh, vừa lên phát biểu livestream có những nội dung ẩn ý muốn xin lỗi và soi dịu cộng đồng mạng với những cái phát ngôn vừa qua. Bên cạnh đó, em cũng có lên tiếng về sự việc mà nhiều nền tảng mạng xã hội cho rằng em đang nhận hai cây vàng của một Phật tử nào đó để cúng dường cho thầy. Thì thật hư như thế nào thì cả nhà theo dõi hết video này của Nhất Phương nhé. Phương chân thành cảm ơn đại gia đình. Nói tới em Thịnh đó, nhiều khán giả hỏi à, Phương ơi, em là thân với gia đình của Thịnh, đã tìm đến gia đình của hai bác và biết rõ vợ chồng của Thịnh. Sao mà cái sự việc lùm xùm của em Linh phát biểu như thế, nó đã làm dấy lên một cái sự việc là quá mâu thuẫn giữa em dâu và anh chồng, thì tại sao Phương không phân tích? Cả nhà ơi, đúng là Phương hàng ngày cũng lâu lâu hay trò chuyện với em Thịnh. Với những cái sự việc mà liên quan đến hai bác thì Phương hay điện hỏi thăm lắm, thậm chí là những cái chuyện mà liên quan đến thầy nó Phương cũng hay trò chuyện, nhưng mà không phải là cái gì Thịnh cũng chia sẻ đâu. Đó,
Nhưng mà đối với Linh á, quý vị nghĩ đi, Linh là vợ của Thịnh, mà Linh là em dâu của Xuân Tệ, là em dâu của Sư Bá. Mà cái chuyện lùm xùm này nếu Khắc Linh là một người nào khác thì Phương có thể là mổ xẻ phân tích được. Bây giờ Phương thấy Phương đau buồn, đây là gia đình của Sư Minh Tệ. Chúng ta tôn kính yêu thương hai bác, yêu thương gia đình, thì mong sao mà cho gia đình của họ có một cái gì đó sớm ngộ ra một cái mâu thuẫn khuất mắc để hòa hợp, để đồng thuận, để kết nối, phải không? Chứ không phải là sự chia rẽ, là phân hai ra đây, ủng hộ bên Thịnh rồi ủng hộ bên Sư Bá. Phương rất là đau quý vị. Và cái người đau nhất là Sư Minh Tệ và bác trai và bác gái. Không có ai mà muốn cho gia đình của mình vạch áo cho người xem lưng những cái điều như thế này. Thì đúng ra những cái điều mà em Linh nói đó, em Linh phát biểu á, thay vì để cho Thịnh nói, mà cho dù Thịnh nói cũng không đúng, huống chi là em dâu. Thôi bây giờ vấn đề đúng hay sai thì Phương không nói nữa. Bởi vì thêm một người thì làm cho dậy sóng thêm cộng đồng mạng, nó là tiêu cực dành cho gia đình của thầy thôi. Nếu cho ta yêu mến thầy, tôn kính thầy thì không muốn điều này xảy ra. Thay vì Phương dừng lại, Phương không nói. Nhưng hôm nay thấy những cái điều mà Linh có ẩn ý thì Phương cũng chia sẻ cho cả nhà về cái diễn biến nó ra sao. Chứ Phương không nói là ai đúng ai sai ở đây nha cả nhà. Phương chỉ mong muốn là họ anh em phải có sự đoàn kết trở lại, chứ không phải là gây chia rẽ giữa phe này và phe kia. Anh em gia đình bạn bè, nói chung là trong gia đình của chúng ta cũng vậy thôi. Cũng có lúc mâu thuẫn anh em, dâu và rể. Nhưng mà rồi có một ngày nào đó đó thì cũng họ sắp xếp trở lại là một cái gia đình, không ai gây chia rẽ được. Hoặc cho dù mâu thuẫn có nào thì gia đình của họ vẫn đoàn kết. Chỉ là muốn xin lỗi cộng đồng mạng. Nhưng bên cạnh đó, cái chiều sâu ở trong đó, cái nội dung em ấy cho rằng là những cái nội dung mình đang nói, khẳng định mình cũng là đang đúng. Và hy vọng là thời gian sẽ trả lời cho em ấy là đúng trong những cái gì mà cộng đồng mạng đang tẩy chay, đúng không? Em ấy vẫn nói là mình đúng. Thì cả nhà cùng nghe đây. Em không biết nói sao với mọi người. Hồi sáng giờ em bị chửi, em bị chửi mọi ơi đầu luôn. Mà bây giờ nói chung là cả nhà, em thì tính em thì em nóng, mà khi mà ai mà chọc vô những cái gì đó là em bức xúc, là em nói tẹt ra. Mà trong khi đó, trong lúc mà em nói tẹt ra thì là có nhiều chuyện xảy ra ở trong nhà em. Thì hôm nay em nói chung là mình nói đúng cũng thành sai, nên là từ nay trở đi là em không có nói nữa nha cả nhà. Bây giờ em không, cũng không biết sao nói, biết nói sao với mọi người nữa. Bây giờ là em không có nói nữa nha cả nhà. Từ là thời gian. Nói chung lại Linh cũng phải thấy một cái điều là dậy sóng của cộng đồng mạng hình như là đa số là đều tấn công em, là có những cái gì đó em không đúng rồi, cho nên người ta mới lên tiếng số đông như vậy. Chính vì em ấy đã sợ cái số lượng cộng đồng mạng này quá nhiều đã công kích về mình, em ấy mới lên tiếng là sẽ không nói nữa, sẽ dừng lại. Thôi cái này cũng mừng. Bị nhiều khi tánh mình nóng mà mình chưa tìm hiểu mọi việc ABC, huống chi là vợ chồng em cũng mới vừa được cộng đồng mạng chào đón qua cái hình ảnh của ông anh của mình, đúng không? Bởi vì mình là em dâu, Thịnh là em ruột, cho nên tất cả cộng đồng mạng này yêu mến ủng hộ em. Và hiện tại bây giờ hai em cũng bán hàng online, người ta cũng thương yêu Sư Minh Tệ và thương yêu luôn hai em. Nếu không có hình ảnh Sư Minh Tệ là anh chồng của mình thì không có ai biết đến hai em cả. Đó, cho nên là tốt nhất như thế nào giữa em và bên Sư Bá thì để cho thời gian trả lời, hoặc là trong nội bộ để nói chuyện. Chứ em vì nóng quá mà lên phát biểu như thế, thế là bị, em thấy không, cộng đồng mạng rất là giận dữ. Phương cũng có nhắn tin cho em Thịnh, quý vị, nói là Thịnh ơi, giờ em phát biểu như vậy đó, cộng đồng mạng đang dậy sóng kìa, kêu vợ và em có rảnh thời gian thì xem những cái bình luận đó đi, đó để coi mình biết rút ra được những cái gì mà mình đang sai, hoặc là đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Cái chuyện xảy ra rồi thường á, ít khi nào mình thừa nhận mình sai lắm vị. Đa số là theo cái mặc định của mình, là cái tôi là cho rằng mình đúng, chứ không thể nào mà cho người khác sai. Theo cái cảm tính của con người là bình thường là như vậy đó. Cho nên thôi, dù sao em không phải là một cái người mà cá nhân của em và trong gia đình nữa, mà đây là cả cộng đồng. Vì cộng đồng mà, cộng đồng mạng này đang quan tâm về Sư Minh Tuệ là chính, và những người chung quanh đó là những người thân thì đều được quan tâm hết. Cho nên là nhất cử nhất động và những lời nói phát ngôn của mình đôi khi vạ miệng là sẽ là cái cớ của họ để quy chụp. Một, họ nói 10, ít họ xé ra cho to, nhất là những người đối lập và những người bị bể nồi cơm.